sẽ pha thử cái cà phê này của Hàn Quốc. Hôm bữa mình mua ở Houston á, ở chợ Hàn Quốc á, nên mình thử pha coi uống có ngon không. Chắc nó không có ra được giống cái hình này đâu. Sáng nay mình sẽ ăn bánh bao. Bánh bao này hôm bữa mình mua cỡ 15 cái. Rồi mình để tủ lạnh mình ăn dần thì giờ còn một cái. Bánh bao này ngon, cái bánh bao này là cái cô kia cổ làm ở nhà cho nên cái nhân ăn rất là ngon, cái bánh cũng ngon nữa. Trong này họ có từng gói nè. Bao nhiêu gói? À có 30 gói. 30 gói. Còn 30 rồi hết cũng hết trời nhé. Mình sẽ lấy một gói là mình lại không có thơm bằng cà phê gói của Việt Nam mình. Giờ mình chở bé Phương đi học. Hôm nay ở ngoài trời rất là lạnh. Rất là lạnh luôn á. Cho nên mình phải mặc cái áo dày. Nhưng mà mặc áo dày thì khó khó lái xe quá à. Mình phải cởi ra. Cho nên trong xe mình phải mở hết lên. Cái này nó đập trúng tay mình đau quá. Ok, bây giờ mình sẽ chở bé Phương đi học. Sáng nay bé Phương không được vui hả? Bây giờ là 7:45. 8:15, nếu mà sau 8:15 là bị trễ. Xe mình đã hiện lên cái bình xăng rồi kìa. Nổi bình xăng là phải đổ.
hy vọng là ngon, tại vì mình rất là thích ăn cái bánh này. Oh, wow, nó là nguyên ổ bự vậy luôn. Nó có ngon không nha? Ăn ăn mà nó chỉ đông cứng vậy có ngon? Thấy cũng mềm, cũng đâu có cứng đâu nè. Cát mình thấy nó cũng mềm mà. Ăn đông đái này ngon lắm mọi người, giống như bánh kem vậy đó. Còn chắc là nếu mà ai muốn ăn mềm á thì bỏ trong ngăn lạnh. Nó cũng vẫn còn mềm chứ nó không phải là đông. Tại vì hôm qua người ta giao cái tủ lạnh nhỏ tới rồi, thì những đồ mình cần á mình để vô tủ lạnh này, còn những gì mà mình để dành lên nấu ăn hay gì đó thì mình để tủ lạnh kia. Rải lắm rồi. Đó. Còn cái này là để làm đá. Còn cái này là đồ ăn kem này nọ của bé Phương. Đây mình cho mọi người xem cái tủ lạnh nhỏ này nè. Cho nên mình đã dời ra những cái nào mà đó mà mình không cần thiết lắm, chưa xài tới mình sẽ để vô tủ lạnh này. Cũng còn nhiều chỗ nè. Đó. Cái này là sầu riêng của mình. Còn ngăn mát thì mình cũng chưa có xài nhiều, mình chỉ để những cái gì mấy cái này mình nhiều quá mình chưa có cần tới thì mình để đây. Sáng nay trên lạnh thì mình có hâm một miếng cháo gà mình ăn vào cái bánh bao hồi nãy mình hâm, bây giờ mình cũng chuẩn bị ăn chung luôn. Còn cái này là bánh cũng ngon, mà nếu mà mình muốn mềm một chút thì mình để một chút xíu lát nữa mình ăn thì nó sẽ mềm hơn chút xíu, còn nếu không thì mình ăn giống như ăn kem vậy đó. Cháo gà của mình rất là thích ăn cháo luôn á. Giờ thì mình sẽ ăn bánh. Bánh giờ nó tan tan chút xíu rồi nè mọi người. Đó, thử coi ăn mềm với lại ăn giống hồi nãy cái nào ngon hơn. Nó tan nó chảy ra nè. Ủa gì là ăn cái đông đá nãy ngon hơn chứ ta? Tại vì nó chảy như vậy là ta mua champagne uống không ta? Để coi là quay quay xin cái loại nào lắm nữa đấy. The guy to the court, I mean, like, loại này không, này 10.99 một chai, mua này. Thank you.
giờ có bán phở gói nè. Còn cái này là mì, mì của Nhật. Get the air pods and you're checking out now.